Chiều nay, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tỉnh Hưng Yên năm 2022. Triển khai từ trung tuần tháng 5 năm 2022, sau 4 tháng, hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực nổi bật. Trong đó, chương trình tiếp sức mùa thi thu hút 780 đoàn viên thanh niên tham gia, hỗ trợ gần 4.600 lượt thí sinh. Chiến dịch mùa hè xanh thu hút 350 đoàn viên thanh niên tham gia, phối hợp với nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh chung sức xây dựng điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi. Tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt cao điểm đã xây dựng khu vui chơi trường mầm non xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, trị giá 80 triệu đồng, trao tặng 3 công trình thanh niên cùng em đến trường, trao xe đạp, gửi niềm tin và sân chơi cho em tại các trường học ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu, tổng trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, trao tặng hàng nghìn suất quà, phần quà cho đối tượng chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Gắn gần 300 bình hoa tại các phần mộ liệt sĩ, thăm tặng quà 6 gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu, 40 gia đình chính sách trên địa bàn.